Nikola Tesla, nhà phát minh, kỹ sư điện và cơ khí người Mỹ gốc Serbia, là một trong những nhân vật nổi bật và đầy huyền thoại trong cộng đồng khoa học, nhưng cũng là một trong những con người bị hiểu lầm nhiều nhất. Những đóng góp của ông cho khoa học và công nghệ thật sự khổng lồ. Ông đã phát minh ra hàng loạt thiết bị điện và cơ khí. Nổi bật nhất là động cơ xoay chiều không đồng bộ và các bản sáng chế liên quan đến dòng điện xoay chiều nhiều pha, cũng như những thiết bị chụp X-quang đầu tiên và vô số phát minh khác được coi là kỳ tích vào thời điểm đó. Tesla là một người đi trước thời đại rất xa. Ông đã dự đoán trước nhiều sáng chế mà ngày nay chúng ta xem như điều hiển nhiên. Đến khi qua đời vào năm 1943, Tesla đã sở hữu hơn 1.000 bằng sáng chế thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm đèn neon, hệ thống tự động điều khiển từ xa, sấm sét nhân tạo và cả năng lượng chùm hạt. Nhưng đáng tiếc thay, Tesla không được công nhận đúng mức cho những đóng góp của mình trong suốt cuộc đời ông. Có rất nhiều thuyết âm mưu xoay quanh Tesla. Điều này một phần là do thời gian đã làm mờ nhạt các chi tiết về cuộc đời ông, và cũng bởi nhiều điều khó xác minh được trong các giai thoại về ông. Một số người cho rằng Tesla đã tham gia vào những thí nghiệm như Philadelphia Experiment liên quan đến việc tạo ra vũ khí siêu hạng, điện khí quyển, và thậm chí ông còn bị đồn là có liên quan đến vụ nổ thiên thạch Tunguska. Mặc dù nhiều câu chuyện này không thể xác thực, nhưng sự tò mò về Tesla vẫn luôn tồn tại mãnh liệt trong lòng công chúng. Gần đây, một thông điệp bí mật cuối cùng của Tesla đã được công bố, khiến nhiều người sửng sốt. Câu chuyện về cuộc đời của ông trở nên kỳ bí hơn bao giờ hết. Tesla sinh năm 1856 tại một vùng đất thuộc Serbia, nay là Croatia. Ngay từ nhỏ, ông đã tỏ ra là một đứa trẻ thông minh với khả năng sáng tạo đáng kinh ngạc. Sau này, ông theo học cơ khí, điện và vật lý tại nhiều trường đại học châu Âu, trước khi làm việc tại Budapest và Paris cho công ty điện thoại của Thomas Edison. Năm 1884, Tesla di cư đến Mỹ và làm việc ngắn hạn cho Edison tại New York. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai nhà phát minh này nhanh chóng trở nên căng thẳng, đặc biệt là sau nhiều cuộc tranh luận về lợi ích của dòng điện một chiều DC so với dòng điện xoay chiều AC. Tesla quyết định tự lập và bắt đầu phát minh hàng loạt thiết bị điện. Ông đã cải tiến các máy điện báo, đèn hồ quang và các loại máy điện như máy phát điện và động cơ. Một trong những phát minh quan trọng nhất của ông là động cơ cảm ứng AC, được ông bán cho Westinghouse. Việc Tesla hợp tác với Westinghouse giúp ông giành chiến thắng trong cuộc chiến dòng điện chống lại Edison về việc phân phối điện năng ở Mỹ và trên toàn thế giới. Edison kiên quyết muốn sử dụng dòng điện một chiều, nhưng dần nhận ra rằng hệ thống này tốn kém và đòi hỏi phải xây dựng nhiều trạm phát điện ở khoảng cách ngắn. Trong khi đó, dòng điện xoay chiều có thể được truyền đi rất xa nhờ vào khả năng tăng và giảm điện áp qua máy biến áp, giúp nó hiệu quả hơn nhiều so với DC. Mặc dù có hàng ngàn phát minh và bằng sáng chế, Tesla lại không thật sự thu được lợi nhuận lớn từ những sáng chế này. Dù sống trong các khách sạn sang trọng tại New York nhờ vào tiền bản quyền và sự tài trợ từ những người bảo trợ giàu có, ông lại không có thời gian hay không muốn bảo vệ các phát minh của mình bằng cách đăng ký bản quyền đầy đủ. Điều này khiến nhiều sáng chế của ông bị người khác đánh cắp và hưởng lợi. Một ví dụ tiêu biểu là câu chuyện về phát minh ra radio. Tesla đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế radio tại Mỹ, cùng năm mà Guglielmo Marconi nhận được bằng sáng chế đầu tiên tại Anh. Nhưng nhờ sự thông minh và khéo léo trong việc quảng bá, Marconi đã giành được mọi vinh quang mà đáng lẽ phải thuộc về Tesla. Dù Tesla đã phát minh ra cuộn dây cảm ứng Tesla, một thiết bị quan trọng cho việc truyền và nhận sóng radio, ông lại bị lu mờ bởi Marconi khi phòng thí nghiệm của ông bị cháy vào năm 1895. Ngay trước khi Tesla có thể gửi tín hiệu radio đi xa hơn 80 km với West Point, New York, Marconi đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội và vào năm 1896, ông gửi và nhận tín hiệu điện báo dựa trên mã mọt tại Anh, cách xa khoảng 6 km. Marconi nộp đơn xin cấp bằng sáng chế về điện báo không dây.
và mặc dù ban đầu bị từ chối vì dựa trên các cuộn dây của Tesla, Marconi vẫn tiếp tục tìm kiếm sự ủng hộ tài chính từ các nhà đầu tư nổi tiếng như Andrew Carnegie và Thomas Edison. Cuối cùng vào năm 1904, Văn phòng sáng chế Mỹ đã đảo ngược quyết định của mình và cấp bằng sáng chế cho Marconi, chính thức ghi nhận ông là người phát minh ra radio. Câu chuyện về Tesla và cuộc chiến với Marconi là minh chứng rõ ràng cho việc một người sáng tạo vượt thời đại nhưng lại thiếu may mắn trong việc bảo vệ thành quả của mình. Dù những đóng góp của Tesla cho khoa học và công nghệ là vô cùng lớn lao, ông lại không được hưởng đầy đủ sự công nhận trong suốt cuộc đời mình. Vẫn còn nhiều bí ẩn về Tesla và di sản của ông chắc chắn sẽ còn được khám phá thêm trong những năm tới. Năm 1909, Guglielmo Marconi được trao giải Nobel vật lý. Điều này càng làm căng thẳng thêm mối quan hệ đối đầu giữa ông và Nikola Tesla. Tesla đã khởi kiện công ty của Marconi vào năm 1915 với cáo buộc vi phạm bằng sáng chế. Nhưng đáng tiếc, ông đã không thành công. Có vẻ như Marconi đã giành chiến thắng, nhưng liệu điều đó có thật sự đúng? Trong một diễn biến đầy trớ trêu, vào năm 1943, công ty của Marconi lại đâm đơn kiện chính phủ Mỹ về vấn đề vi phạm bằng sáng chế trong Thế chiến thứ nhất. Tuy nhiên, vụ kiện chưa kịp ra tòa thì Tòa án tối cao Mỹ đã quyết định duy trì hiệu lực của bằng sáng chế số 645,576 của Tesla, công nhận ông chính thức là người phát minh ra radio. Điều đáng chú ý là Tesla đã qua đời chỉ vài tháng trước đó. Dù vậy, nhiều người vẫn tiếp tục xem Marconi là cha đẻ của radio. Tuy nhiên, câu chuyện về phát minh ra radio không kết thúc ở đây. Gần đây, một số thông tin mới được phát hiện liên quan đến Tesla và Marconi, khiến nhiều người ngạc nhiên. Những tài liệu này hé lộ mối liên hệ giữa Tesla và các sinh vật ngoài trái đất. Trong một bài viết đăng trên tạp chí Courier Quarterly năm 1901, Tesla tuyên bố rằng ông đã vô tình thiết lập được liên lạc radio với người ngoài hành tinh trong phòng thí nghiệm của mình ở Colorado Springs vào năm 1899. Thời điểm đó, Tesla và nhà phát minh người Ý Guglielmo Marconi là những người tiên phong trong nghiên cứu về công nghệ sóng radio và ứng dụng của chúng. Trong một lần thử nghiệm anten đặc biệt để theo dõi bão sét, Tesla bắt đầu nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, mà sau quá trình phân tích hợp lý, ông tin rằng đó là tín hiệu từ các sinh vật ngoài hành tinh. Tesla nhớ lại sự việc ấy và nói: "Cho đến bây giờ, đôi khi tôi vẫn có thể hồi tưởng lại một cách rõ ràng sự việc đó và nhìn thấy thiết bị của mình như thể nó đang ở ngay trước mắt tôi. Những quan sát đầu tiên khiến tôi hoảng sợ vì có điều gì đó bí ẩn, nếu không muốn nói là siêu nhiên diễn ra. Lúc đó tôi đang ở một mình trong phòng thí nghiệm vào ban đêm. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những nhịp sóng đó là tín hiệu được điều khiển bởi trí tuệ nào đó." Sau một thời gian, một ý nghĩa lóe lên trong đầu Tesla rằng các tín hiệu nhiễu ông nghe được có thể là kết quả của điều gì đó có lý trí. Dù ông không thể giải mã được ý nghĩa của chúng, ông không nghĩ rằng chúng hoàn toàn ngẫu nhiên. Tesla nói thêm: "Tôi ngày càng cảm thấy rằng mình là người đầu tiên nghe được lời chào từ một hành tinh gửi đến hành tinh khác." Tesla đã suy đoán rằng những sinh vật ngoài hành tinh đó có thể đến từ sao hỏa. Vì vào thời điểm đó, sao hỏa luôn được coi là nguồn gốc của mọi câu chuyện liên quan đến người ngoài hành tinh. Những sự kiện này có thể đã ảnh hưởng lớn đến hướng nghiên cứu của Tesla trong việc phát triển các công nghệ vô tuyến. Có lẽ ông muốn duy trì liên lạc với những sinh vật đó. Điều thú vị là Marconi cũng từng chia sẻ về một trải nghiệm kỳ lạ tương tự khi ông phát hiện một thông điệp bí ẩn. Marconi phát biểu: "Trong quá trình thử nghiệm với điện báo không dây, tôi đã gặp phải một hiện tượng đáng kinh ngạc. Điều đáng chú ý nhất là cá nhân tôi nhận được những tín hiệu mà tôi tin rằng đến từ không gian ngoài trái đất. Tôi nghĩ hoàn toàn có khả năng những tín hiệu này được gửi bởi các cư dân của hành tinh khác đến những người sống trên trái đất." Ông cũng nói thêm: "Nếu có người sống trên sao hỏa, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu họ tìm ra cách liên lạc với hành tinh của chúng ta." Sự kết hợp giữa thiên văn học và khoa học điện có thể dẫn đến những khám phá không ngờ.
Điều đáng chú ý là những phát ngôn này không phải xuất phát từ những người ngẫu nhiên, mà từ hai bộ óc thiên tài. Bất kể chúng ta nghĩ gì về Nikola Tesla và Marconi, cả hai đều là những người rất xuất sắc. Chính phủ Mỹ cũng rất quan tâm đến những công trình của Tesla vì họ muốn biết ông đang nghiên cứu những gì. Một trong những lý do chính là để đảm bảo rằng không có phát minh nào của ông rơi vào tay kẻ xấu. Điều này có thể giải thích tại sao rất nhiều tài liệu và nghiên cứu của Tesla biến mất một cách bí ẩn. Đáng ngạc nhiên, công chúng cũng biết đến một số phát minh được cho là của Tesla. Và điều này đã khiến mọi người đặt câu hỏi với giám đốc FBI J. Edgar Hoover về những gì mà Tesla đang làm. Nhiều người tin rằng Tesla đã chặn được một thông điệp bí ẩn từ vũ trụ. Và các quan chức chính phủ đã nhận ra điều này, nên quyết định tiến hành các cuộc điều tra của riêng họ. Một lượng lớn các nghiên cứu của Tesla bị đánh cắp ngay sau khi ông qua đời. Tất cả những điều này đã khơi dậy sự tò mò của công chúng. Và điều này nhanh chóng lan rộng thành một làn sóng bùng nổ sự quan tâm. Tuy nhiên, một điều bất ngờ đã xảy ra khiến Tesla đột ngột dừng lại các thí nghiệm này. Trong số 86 năm cuộc đời mình, Tesla đã đăng ký hơn 300 bằng sáng chế với những phát minh đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của dòng điện xoay chiều, động cơ điện, radio, đèn huỳnh quang, laser, điều khiển từ xa và còn nhiều hơn thế nữa. Tuy nhiên, một số ý tưởng sau này của ông vẫn khiến người ta thấy kỳ lạ, thậm chí là khó tin. Chẳng hạn Tesla từng đưa ra ý tưởng về một loại tia tử thần và thậm chí còn đề cập đến một bức tường lực không thể phá vỡ để ngăn chặn xâm lược ngoại bang. Marconi và Tesla là những nhà tiên phong đầu tiên tuyên bố đã giao tiếp với các sinh vật ngoài trái đất, nhưng cả hai đều bị chế giễu và cuối cùng họ cũng ngừng nói về vấn đề này. Tesla là một trường hợp đặc biệt thú vị. Nhiều người, bao gồm cả những nhà viết tiểu sử chính của ông, cho rằng Tesla gần như là siêu phàm. Tuy nhiên, trong các vấn đề thực tiễn, ông lại khá ngây thơ, thường bị các doanh nghiệp lừa gạt khi bán phát minh của mình. Tham vọng lớn nhất trong đời của Tesla là mang lại nguồn năng lượng dồi dào với chi phí rẻ, để mọi người trên hành tinh này có thể sống thoải mái. Ông đã đến rất gần với mục tiêu đó, nhưng chính điều này lại khiến các nhà tài trợ lo sợ, vì họ sợ rằng Tesla sẽ phá vỡ những thế độc quyền mà họ đang giàu có nhờ vào. Tesla cũng là một trong hai người từng từ chối nhận giải Nobel. Phát minh vĩ đại nhất của Tesla chính là phương pháp tạo ra và sử dụng dòng điện xoay chiều, giúp mở ra cuộc cách mạng công nghệ hiện đại. Tesla có những tầm nhìn mang tính huyền bí khi ông khẳng định rằng mọi thứ trong vũ trụ đều tuân theo quy luật Octaves. Ông có một tầm nhìn kỳ lạ bên trong tâm trí mình. Tesla có thể hình dung ra mọi chi tiết nhỏ của một cỗ máy mà ông tưởng tượng, như thể ông đang đo lường một cỗ máy thực bằng các dụng cụ thực tế. Những cỗ máy này đã giúp ông kiếm được cả triệu đô la trước khi bước qua tuổi 30. Mặc dù có những năng lực phi thường và khát khao không ngừng để mở rộng công nghệ cho nhân loại, Tesla vẫn luôn giữ quan điểm duy vật suốt cuộc đời. Khi nhà viết tiểu sử của ông chỉ ra rằng khả năng siêu cảm, gọi tắt là ESP của Tesla đã được chứng minh nhiều lần, ông chỉ đơn giản trả lời rằng ESP cũng có một phương tiện vật chất. Tuy nhiên, chính sự bền bỉ và tài năng của ông đã dẫn đến một trong những phát minh quan trọng nhất: truyền thông không dây và năng lượng miễn phí vô tận. Ngay từ năm 1893, Tesla đã tuyên bố về tính khả thi của liên lạc không dây qua các thiết bị của mình, phát triển một chiếc thuyền điều khiển bằng radio và một chiếc điện thoại không dây từ 70 năm trước khi điện thoại không dây trở nên phổ biến. Tuy nhiên, ông đã từ bỏ những kế hoạch này để theo đuổi dự án Radon Cliff Tower, một tháp phát vô tuyến trên Long Island với mục tiêu truyền dẫn không dây liên lục địa. Mặc dù dự án được tài trợ chính bởi nhà tài phiệt Morgan, người nhận thấy tiềm năng lợi nhuận từ năng lượng không dây, khi Tesla xin thêm tiền, Morgan đã từ chối. Khó khăn lớn nhất mà Tesla gặp phải chính là việc Morgan không thể hình dung ra cách kiếm tiền từ thứ vô hình như sóng radio. Năm 1904, Tesla, người quyết tâm biến giấc mơ của mình thành hiện thực, đã viết với niềm tin tuyệt đối rằng:
khi truyền thông không dây được áp dụng hoàn toàn, trái đất sẽ trở thành một bộ não khổng lồ, có khả năng phản ứng ở mọi phần của nó. Tuy nhiên, thiếu hụt tài chính đã khiến dự án không thể thành công, và điều này đã dẫn đến sự sụp đổ của một trong những bộ óc vĩ đại nhất của thời đại. Một người luôn theo đuổi triết lý, tất cả hoặc không có gì. Theo Bernard Carlson, tác giả cuốn sách Tesla, nhà phát minh của thời đại điện, một trong những điểm yếu lớn của Tesla là ông luôn để những ảo tưởng vượt lên trên thực tế kỹ thuật. Tesla cũng hiếm khi ngủ. Ông từng tuyên bố rằng mình chỉ cần 2 giờ ngủ mỗi đêm, nhưng đôi khi cũng chợp mắt để hồi phục sức lực. Nếu bạn giống hầu hết mọi người, bạn sẽ coi giấc ngủ là một phần thiết yếu, thiêng liêng và quan trọng mỗi đêm. Nhưng nếu bạn là Leonardo da Vinci hoặc Nikola Tesla, thì giấc ngủ chỉ là sự lãng phí thời gian. Cả hai đều được cho là đã tuân theo một chế độ ngủ cực kỳ khắc nghiệt, khiến bạn chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy kiệt sức. Không có gì phải bàn cãi khi nói rằng giấc ngủ là quan trọng. Thiếu ngủ khiến bạn ăn nhiều hơn, suy nghĩ mơ hồ như một kẻ say, làm suy yếu khả năng học hỏi và thậm chí tàn phá não bộ của bạn. Dù ngày nay, các văn phòng hiện đại thường có các trạm nghỉ trưa, giấc ngủ ngắn giữa ngày không phải là khái niệm mới. Thực tế, trước cuộc cách mạng công nghiệp, người ta thường chia giấc ngủ ban đêm thành hai phần, giấc ngủ đầu và giấc ngủ thứ hai. Nikola Tesla được cho là đã tuân theo một lịch trình ngủ vô cùng khắc nghiệt. Trong khi những người trước thời công nghiệp ngủ theo chế độ hai pha, ngủ hai lần mỗi ngày. Tesla là ví dụ cực đoan nhất của giấc ngủ đa pha, ngủ nhiều hơn 3 lần mỗi ngày. Lịch trình này bao gồm 6 giấc ngủ ngắn, mỗi giấc kéo dài khoảng 20 phút, trải đều trong suốt cả ngày. Cộng đồng Polyfascist Society cho rằng bạn có thể thay đổi lịch trình ngủ của mình theo cách không đồng đều để phù hợp với nhu cầu cá nhân. Nếu bạn có thể tin được, Tesla chưa bao giờ ngủ quá 2 giờ trong một khoảng thời gian 24 giờ. Điều này có thể là nguyên nhân dẫn đến sự suy sụp tinh thần của ông khi mới 25 tuổi. Theo tạp chí Smithsonian, các giáo sư tại trường đại học đã cảnh báo cha của Tesla rằng thói quen làm việc và ngủ nghỉ của cậu con trai đang giết chết cậu. Rõ ràng lý do khiến nhiều người chọn theo đuổi giấc ngủ không đều và thời gian nghỉ ngắn hơn là vì họ nghĩ rằng nhiều thời gian đồng nghĩa với năng suất làm việc cao hơn. Các kỹ thuật ngủ đa pha Polyphasic Sleep đã được nghiên cứu và cho thấy khả năng duy trì hiệu suất cao hơn. Theo một nghiên cứu năm 1989 được công bố trong tạp chí Word and Stress, kết quả là không chỉ có nhiều thời gian hơn để hoàn thành công việc mà bạn còn có thể đạt được những kết quả tốt hơn. Ngoài ra, Tesla cũng là một nhân vật eccentric, nổi tiếng với khả năng trình diễn, sự quyến rũ và tài năng nói trước công chúng. Tuy nhiên, trong suốt cuộc đời, ông đã phải vật lộn với các vấn đề sức khỏe tâm thần. Đặc biệt là một dạng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng, giống như nhiều người khác mắc OCD. Tesla bị ám ảnh bởi vi trùng, vệ sinh và phòng ngừa bệnh tật. Theo tạp chí Smithsonian, ông thường xuyên rửa tay một cách thái quá. Và sau này trong cuộc đời, ông luôn đảm bảo rằng tất cả thực phẩm ông ăn đều được nấu chín trước khi ông chạm vào. Ông giải thích rằng sự ám ảnh này xuất phát từ việc ông đã quan sát thấy vi khuẩn trong nước uống của mình dưới kính hiển vi trong phòng thí nghiệm. Và nói rằng, nếu bạn chỉ cần nhìn trong vài phút những sinh vật khủng khiếp đó, bạn sẽ không bao giờ dám uống một giọt nước nào chưa được đun sôi hay tiệt trùng. Tesla, một người làm việc về đêm, thường ở lại phòng thí nghiệm cho đến tận khuya, gây khó chịu cho hàng xóm. Những người thường xuyên bị đánh thức bởi những âm thanh kỳ lạ phát ra từ ngôi nhà của ông và thường xuyên gọi điện cho cảnh sát vì lo lắng cho sức khỏe của nhà khoa học nổi tiếng. Một trong những thói quen kỳ lạ khác của Tesla là sự ám ảnh với con số 3. Ông có thói quen thực hiện các nghi lễ liên quan đến con số 3, như đi vòng quanh một tòa nhà 3 lần trước khi vào trong. Ông cũng gấp 18 chiếc khăn ăn trước khi bắt đầu bữa ăn, vì 18 là số chia hết cho 3. Mỗi khi đến khách sạn, ông luôn yêu cầu số phòng của mình phải chia hết cho 3 và yêu cầu cấp 18 chiếc khăn tắm mới mỗi sáng. Ngoài việc luôn đun sôi thực phẩm, ông còn tỉ mỉ tính toán khối lượng hình khối của thực phẩm trên đĩa và sau đó tính toán chính xác số lần nhai cần thiết để tiêu hóa. Ông rất sợ các vật hình tròn và không thể chịu đựng được việc ở bên cạnh một người phụ nữ đeo bông tai. Dù những thói quen kỳ quặc này có vẻ hài hước,
Chúng lại phản ánh một người đàn ông đang phải chiến đấu với căn bệnh tâm thần nghiêm trọng trong một thời đại mà không ai hiểu được những khổ sở mà ông phải trải qua.